Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó thì hôm nay bên shop lại cập nhật một số mã hàng mới, thì em lại lên video tranh thủ gửi tới quý bạn và các vị. Một số lưu ý các bác là đang gọi điện thì không nhắn tin, và nhắn tin không gọi điện nữa để tránh việc shop lên đơn nhiều lần. Lưu ý thứ hai là nhận hàng đồng kiểm cùng với ship, và lưu ý thứ ba là cân nhắc trước khi mua hàng các bác nhá. Đó, tránh việc bom hàng, đặt không cần thiết, đặt cho vui thì nó mất công thôi nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về được một lô cái bóng xoay các bác nhá. Các bác lên cho em là bóng xoay. Đấy, lên tên thì hai chữ thôi các bác, cho nó dễ nhớ, cho nó nhanh. Lên cho em là bóng xoay. Con này thì nó là thuộc dạng xoáy đuôi, nó như cái bóng đèn ấy, cho nên là gọi là bóng xoay cho nó tiện và nó có thể xoay được các bác nhá. Đây. Đấy, cái này nó xoay được này các bác này. Về các bác tháo ra thì nó như này, xoáy cho em cái đuôi này vào. Ở đây nó có cả đuôi và cả công tắc luôn. Con này thì nó có cái đuôi xoáy này rất là hay, các bác có thể tận dụng cái đuôi này để xoáy cái bóng khác được các bác nhá. Xoáy đuôi này bóng khác được, có công tắc luôn. Rất là tiện như này. Đó. Rất tiện này luôn các bác nhá. Đây. Em sẽ cắm điện vào cho bác xem này. Đây, coi nhá. Đó, đây con thấy không? Đó, nó sẽ như này. Nó sẽ xoay tròn luôn. Đấy, ăn chơi chứ các bác ơi. Đó, em dọn lên trần nhá. Đây. Dọn lên trần cho bác xem. Ăn chơi chưa? Đấy, để em tắt đèn đi cho nó tắt đèn từ đây. Để em tắt đèn đi cho các bác nhìn cho nó sinh động nhá. Đấy. Đây. Đấy. Nữa cái bên trái đấy được rồi, đây các bác nhá. Đó, đây các bác này, đấy em mới bật có một quả đấy, cái kháng xoay của nó khá rộng luôn. Đây, dọn lên tường này các bác thấy không, con này thì cái núm của nó là hình cầu cho nên là gần như là nó xoay được cả khắp nhà luôn các bác thấy không. Đấy, rất là đẹp, các màu luôn các bác nhá. Đó, con này thì rất là tuyệt vời, nó chỉ có một chế độ như này thôi các bác nhá, không có nháy theo nhạc theo nhiếc gì đâu. Đấy, tại vì con này nó là dòng thông thường thôi, đấy, led thông thường thôi. Giá của nó thì nó rất là hạt rẻ, giá của nó chỉ có 60k thôi, cho nên là không có nháy theo nhạc không nhớ gì cả, nên các bác thông cảm. Đây các bác nhá. Đó, chỉ có tắt đi bật lên này thôi. Đây. Đấy, em dọi xuống dưới nền này là các bác nhìn nó sẽ chính xác hơn này. Cái độ tụ của nó sẽ nhiều hơn so với ngửa lên thì các bác nhìn nó khó nhìn. Đây các bác nhá. Đây, em dọi lên tường này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, nó cũng rất là nhiều các cái phân giải khác nhau. Nhiều các cái phân giải màu khác nhau các bác này. Nói chung là tuyệt vời không mặt trời các bác. Đấy. Giá thì nó chỉ có 60.000 thì thôi, các bác sử dụng cũng ok rồi. Đấy, như này là hợp lý được các bác nhá. Đấy, phù hợp với túi tiền các bác nhá. Đó, nháy rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, xanh đỏ tím vàng cũng 16 triệu màu luôn các bác nhá, 16 triệu màu luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, 16 triệu màu luôn. Khi nó tụ vào nó sẽ như này này. Và giãn lên thì nó sẽ đẩy dần ra các bác nhá. Giãn lên nó sẽ đẩy dần ra. Đó, các bác lên xem là bóng xoay. Con bóng xoay này thì bên shop đang gửi tới các bác một con bóng xoay như này. Giá của nó là đi 60.000. Bác nào lấy từ 3 con trở lên thì bên em sẽ bao ship cô nhá. Đó. Bác lên cho em là bóng xoay. Đấy, bóng xoay 60k. 3 quả là bên em bao ship cô nhá. Bóng xoay 60k. 3 quả là bao ship cô bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là nạo 3 món cô nhá. Nạo 3 món. Hàng cao cấp luôn cô nhá. Hàng cao cấp của Nhật là bằng inox không gỉ cô nhá. Inox không gỉ. Đấy. Của nó là ưu điểm là bằng inox không gỉ. Một bộ như này là 3 món này. Rất tuyệt vời mặt trời luôn. Hôm nay thì rất là đen cho đội Đồng Tháp, là bên em lại không còn một cái gì để nạo nữa. Đấy, cho nên em nói bằng mồm thôi, không nạo được các bác nhá. Đầu tiên thì em sẽ đi bằng cái to nhất này. Con to nhất này của nó thì là cái con sản phẩm chính. Đấy, con này của nó thì có một bên nạo vỏ và một bên nạo sợi. Bên này nạo vỏ, bên này nạo sợi. Hàng siêu sắc bén, cực kỳ là chằm, đàm tay và chắc chắn các nhá. Đàm tay chắc chắn. Nói chung là bền đẹp chắc chắn. Đó. Nạo 3 món, món thứ nhất. Món này là món thứ hai, cũng là một cái nạo. Con này thì nó có thêm một cái đầu này nữa để các bác ngoáy các cái phần bị mụn, bị thẹo. Đấy. Con này là con thứ ba. Con này thì các bác có thể dùng để làm lòng gà và nhíp để nhổ lông gà, lông vịt. Nói chung là 3 món như này. Rồi em sẽ cho các bác xem cái chi tiết của cái nạo 3 món này. Đây các bác là cái hình ảnh của nó này. Các bác có thể nạo được cả vỏ này. Vỏ khoai, vỏ cà rốt các kiểu luôn, rồi là tạo sợi để xào nấu này, hoặc là làm nộm, làm ghém này, nói chung rất ok luôn các bác nhá. Đó. Sau đó thì con thứ hai thì nó cũng có thể là nạo vỏ bình thường, và cái này nó có một cái phần đầu lưỡi này để các bác cắt những cái phần nó bị ngoáy, những cái phần nó bị sâu. Và con thứ ba này thì các bác vừa để làm lòng gà, lòng cá, rồi cũng có thể cắt được và nhổ được, nhíp nhổ được các bác nhá. Đó. Một cái con nạo 3 món như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng. Giá thì hạt rẻ cho các bác luôn các bác nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là nạo 3 món. Đấy. Giá chỉ có 50.000. Bác nào lấy từ 3 bộ trở lên thì bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó. Bỏ cho anh cái bút
chung. Các bác liền mã giúp cho em là nạo 3 món coi nhá. Đó. Nạo 3 món, nạo 3 món. Bên shop gửi tới bác cái giá là 50k. Bác lấy từ 3 bộ trở lên là bao ship, 3 bộ bao ship coi nhá. Đó. 3 bộ là bên shop bao ship, 50k một bộ thôi. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về số mã hàng mới. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái khay sen. Các bác lên mã giúp cho em là khay sen. Con này thì bên shop vẫn bán rồi. Đó. Con này thì bên shop vẫn bán rồi thì em lại giới thiệu qua thôi. Con khay sen này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là đi 240.000. Các bác lên cho em là khay sen nhá. Đó. Lên mã cho em là khay sen. Đó. Khay hình bông sen thì em gọi luôn là khay sen 240k. Đó. 240k bao ship thôi nhá. Đó. Bao ship cho cái con khay sen này. Khay sen 240k bao ship. Ở đây thì sản phẩm của nó là sẽ bao gồm thứ nhất là một cái ngăn bên trên. Ngăn này thì chiều dài của nó vào khoảng 20 phân và chiều sâu thì vào khoảng là chiều sâu của nó vào khoảng 7 8 phân. Nói chung là một con khay này về các bác đựng đồ ăn đồ uống rất là dụng, đựng hoa quả này. Rồi bên trên dưới này thì đựng bánh kẹo các kiểu con là đều được luôn. Đấy, một cái khay như này rất hấp dẫn. Giá bên shop đang gửi cho các bác một con khay như này, giá chỉ có 240.000, bao ship với tận nhà cho các bác luôn có nhá. Đó. Thì đây là cái hình ảnh mô phỏng của cái con này đây. Đây các bác xem này, đó hình mô phỏng của nó này. Bên dưới thì các bác đựng các cái loại bánh kẹo rồi ngũ cốc này, nói chung là linh tinh. Đấy, bên trên thì đựng hoa quả, nói chung là các bác muốn đựng gì các bác đựng nhá. Nhà có gì đựng cái đấy các bác nhá. Đó. Thì ngày Tết ngày nhất hoặc là lễ Tết hoặc là có công có việc thì các bác lôi ra sang xịn mịn lịch sự. Đấy, dòng này của nhà em nó là bằng nhựa nhá, bằng nhựa thì nó không lo bị vỡ. Còn cái bằng thủy tinh thì nó vừa đắt mà nó lại vỡ. Cho nên là các bác lưu ý. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra, thanh toán. Bác lên cho em là khay sen 240.000. Ngăn trên của nó thì rộng khoảng 20 và ngăn dưới thì rộng khoảng 12 các bác nhá. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là bài vàng. Đấy, bài vàng bằng nhựa nhá. Cái này nó là bằng nhựa nhá. Đấy, bài vàng bằng nhựa. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k một bộ này. Bác nào lấy từ 4 bộ trở lên thì bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó, 4 5 20. Đây con này. Đó. Cái bộ bài như này. Màu sắc rất là đẹp luôn, màu vàng bằng nhựa các bác nhá. Đấy, của nó là 100% bằng nhựa, chống nước các bác nhá. Đấy. Đấy, hình tiền đô này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Một cái bộ bài màu vàng rất là tuyệt vời luôn, bằng nhựa các bác nhá. Đó. Rất đẹp luôn. Gì kỳ ca ad 12. Đây các bác nhá. Đây con này. Đó. Bằng nhựa nhá, gấp lên gấp xuống thoải mái luôn. Đấy, đây rất đẹp nhá. Cái này các bác dùng để chơi phỏm chơi riếc hoặc là tá lạ các kiểu ok. Đấy. Giá rất hợp lý. Các bác lên mã cho em là bài vàng. Đấy, lên mã giúp cho em là bài vàng. 50k con bài vàng này nhá. Lên mã cho em là bài vàng 50k. Mã tiếp theo cũng màu vàng luôn, đó là dao vàng nhá. Đấy. Các bác lên mã cho em là dao vàng, bỏ tranh tờ giấy này. Đấy, các bác lên cho em là dao vàng nhá. Con dao vàng này thì Phương bỏ anh tờ giấy. Lên như là dao vàng, con dao vàng này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k em dao vàng này. Đấy, nó là hàng Nhật thủ công nhá, hàng Nhật thủ công. Đây con này. Đó. Đây, nó chuyện chữ Nhật hết các bác này. Đấy, chuyện chữ Nhật hết. Hàng thép Nhật thì các bác biết rồi. Dao dựa của Nhật thì nó là hàng siêu sắc bén đây các bác nhá. Đó. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác nhá. Đấy. Hàng Nhật thủ công rất chắc chắn luôn các bác nhá. Đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, chỉ có 50k thôi các bác nhá. Đây. Đấy. Sắc như nước luôn các bác nhá. Đấy. Dao rất sắc qua này. Đó. Dao rất là sắc luôn nhá. Đó, đây. Em dọc giấy cho xem. Đấy các bác thấy không? Đấy, dao rất là bén lẹ nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đó. Rất sắc bén luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con dao như này. Đó, giá là 50k. Con này các bác dùng để gọt hoa quả, têm trầu, têm giếc, nói chung là rất ok luôn. Đó. Nhiều bác lại thích dùng con dao cán gỗ như này. Đấy, nó mang tính chất là truyền thống rồi. À, rất là tiện dụng, đấy, cầm rất chắc tay. Đây, chuyện chữ Nhật hết các bác này. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k. Lên mã cho em là dao vàng nhá. Dao vàng 50k. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái móc dán tường. Bác lên mã giúp cho em là móc dán tường nhá. Móc dán tường. Bên shop đang gửi tới các bác một cái con móc dán tường như này. Giá của nó chỉ có 20k này các bác nhá. 20k. Đó, 20k thôi. Con này thì nó là có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này thì về các bác treo vào nhà tắm, nhà vệ sinh rồi tất cả các cái phần mà các bác muốn dán. Sau đó thì các bác dán vào. Dán xong thì các bác để cho em là 24 giờ các bác hăng bóc này các bác nhá. Đó.
lưu ý các bác là dán lên nền đá hoa thì nó sẽ tốt hơn là các bác dán lên tường. Dán lên tường thì nó sẽ không được chắc như là nền đá hoa đâu. Đấy, dán rất là chắc luôn, 20k một con này của nó. Thì về các bác cứ thế bóc ra là dán vào thôi. Đấy, về các bác cứ thế bóc ra là dán vào cho em. Nói chung là dán các bác cứ để cho em 2-3 ngày đi, sau đó cho nó ngấm hết cái không khí đi, xong các bác hãng sử dụng là ok, nó rất là chắc khỏe luôn không nhá. Đó, rất chắc khỏe luôn đó. Đây em có cái video mô phỏng cho các bác xem này. Đấy, các bác có thể là dán lên nền đá hoa này, dán lên các cái bề mặt mà nó mang cái tính chất là độ bám dính tốt thì là ok. Đấy, cửa gỗ rồi, nói chung là đấy rất tiện dụng. Đấy, các bác có thể treo đồ thoải mái, cân nặng, đấy chống nước được luôn, nói chung rất tiện dụng luôn. Đấy, dán lên để mình treo các cái đồ đạc của mình lên, nói chung rất tiện dụng. Một cái móc dán tường như này, đấy 5-6 móc luôn, tha hồ treo. Đấy, cân nặng ok nhá. Đó, lên trên là móc dán tường 20k quá nhá. Đó, vâng, cái mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là một cái số cái sản phẩm đặc trị các cái bệnh ngoài da. Ví dụ như là đây, cái sản phẩm này thì nó là hàng nội địa Nhật chuyên trị các cái bệnh bao gồm là nấm móng tay móng chân có nhá. Đấy, có lên cho em là thuốc trị nấm móng tay móng chân. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một lọ như này, giá của nó là 40.000 có nhá. Đấy, đây các bác lên cho em là nấm móng tay chân luôn nhá. Đấy, nấm móng tay chân. Đấy, bên shop gửi tới các bác cái giá là 40k một lọ này. Đây em sẽ khui cho bác xem. Đấy, bên mã cho em là nấm móng tay chân luôn nhá. Đấy, bác nào bị móng tay móng chân mà bị nấm bị vậy thì các bác dùng con này cho em. Đó, đây nó là cái dạng tinh dầu như này con này. Đấy, nó là cái dạng tinh dầu như này, dùng rất là tiện. Các bác tháo ra xong các bác sức lên. Đấy, các bác sức lên chấm lên cái đầu ngón tay ngón chân của mình. Đấy, ở đây thì nó có cái đầu xi lanh thì các bác hút đây này. Đấy, hút xong nó các bác bơm ra nhá. Hút này các bác bơm ra. Đấy, nó là thuộc dạng tinh dầu, rất là tiện. Đấy, các bác bị móng tay móng chân bị nấm là các bác bôi vào là khỏi luôn có nhá, rất là nhạy luôn. Các bác lên cho em là nấm móng tay chân. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 40k cho một em này nhá. Nấm móng tay chân 40k. Lấy từ 4 lọ trở lên thì 5 lọ trở lên thì bên em sẽ bao ship thôi nhá. Đó. Mã tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là chuyên trị về hôi nách và hôi chân. Bác nào mà bị hôi nách hoặc là đi giày hay bị hôi chân trước là mình dùng cái lọ này là ok. 60.000 một lọ này. Chuyên trị hôi nách, hôi chân rồi là đây. Cái lọ này thì của nó là một cái loại dạng xịt các nhá. Đấy, dạng xịt. Đấy, nó là thuộc cái dạng là nó như kiểu là nước hoa đấy. Các bác xịt này là xong. Đây. Đấy, xịt này các nhá. Đó. Thì các bác xịt vào chân mình ấy. Xịt vào chân hoặc là vào nách, nói chung là đây, nó là thuộc một cái loại dạng xịt như này. Lọ của nó là 20 ml. Đấy, dạng xịt đấy, xịt gel như này không nhá, rất là ngon lành luôn. Đó. Thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá của nó là đi 60.000. Rất là thơm quá nhá, rất là thơm luôn. Đó. Bác nào mà trước khi đi giày thì các bác xịt vào cho em. Đó, xịt vào. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đấy, mùi của nó rất thơm, rất dễ chịu. Đây. Của nó này toàn bộ là chữ nhật lòng hoàng hết này các bác này. Đó, chữ nhật lòng hoàng này. Đấy. Bác lên cho em là hôi nách hôi chân thôi nhá, hôi nách hôi chân. Bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi hôi chân hôi nách giá là 60.000. Bác nào lấy từ 4 lọ trở lên thì bên em sẽ bao ship ấy, 4 lọ bên em sẽ bao ship. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là khăn nén có nhá. Các bác lên mã tiếp cho em là khăn nén. Đó. Khăn nén, con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Đây, biển đây các bác. Đấy, được rồi. Khăn nén con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 30k nhá. 30k cho một chiếc khăn nén này, được rồi. Đấy, 30k. Con này thì nó là dòng khăn nén dài của nó dở ra tới được 1 tới 1 mét tư nhá, 1,4 mét. Đó, và rộng là 70 phân. Như một cái khăn tắm to bình thường. Đấy, chất liệu của nó bằng cốt tông, rất là xịn sò luôn. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn các bác nhá. Đây các bác nhá. Đó, một cái khăn nén như này. Bình thường như này các bác dở ra nó rất là to luôn. Lắm luôn nha. Ui là trời, không tin là từ một cái cục chút xíu mà giờ nó thành một cái khăn tắm có chiều dài lên tới 1,4 mét luôn á. Chất vải bằng cô tông dày dặn và rất tiện lợi khi mang đi xa nè. Vừa sạch sẽ mà còn bảo vệ sức khỏe của mình nữa. Rất là nên có nha mọi người.
Nén này nè, gọn nhẹ vừa an toàn nữa. Một cái cục này thả vào nước là nó nở ra to lắm luôn nha. Ui là trời, không tin là từ một cái cục chút xíu mà giờ nó thành một cái khăn tắm có chiều dài lên tới 1m4 luôn á. Chất vải bằng cô tông dày dặn và rất tiện lợi khi mang đi xa nè. Vừa sạch sẽ mà còn bảo vệ sức khỏe của mình nữa. Rất là nên có nha mọi người. Ừ, đấy, ok quá nhá. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 30k. Bác nào lấy thì 5 cái bên em sẽ bao ship. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop còn một ít cái liếc mày dao tròn nữa. Đấy, hàng của Nhật quá này, made in Japan đây. Đó, con này thì hôm nay bên em đã xả kho lỗ thanh lý cho các bác. Đấy, các bác lên cho em là liếc lợn. Đấy, các bác lên cho em là liếc lợn. Con này thì bên shop đang bán là 170.000. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác với cái giá là 140k. Các bác lên cho em là liếc lợn của nhá. Đó, liếc lợn. Đấy, em còn mấy con nữa thanh lý nốt 140k một em. Đó, 140k một em và vẫn bao ship. Bên em đang bán là 170.000. Đấy, chiều dài của liếc thì tổng là 45 cm, nguyên phần lưỡi thì dài là 35. Đây, hàng made in Japan nhá, chuẩn Nhật luôn. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em là liếc lợn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, một quốc không nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc. Kích thước của nó là 1.4m x 70 các nhá. Đấy. Đấy, của nó là 1.4 x 70. Đấy, tức là dài là 1m4 và rộng là 70 phân thôi nhá. Đấy, rất là rộng luôn. Đó, con này thì dùng quá là chất lượng rồi các bác ạ. Đây. 100% là bằng sợi cốt tông các nhá. Khăn tắm của Hàn Quốc các này, rất chất lượng luôn. Đấy. Toàn bộ chữ Hàn lằng ngoằng hết này các bác này. Đấy, rất đẹp các này. Giá ra thì thôi rồi luôn các bác nhá. Rất là rộng. Đây. Đấy, một con rất là rộng như này. Đúng không này? Đó. Kích thước của nó đây. 70 x 1m4 các bác nhá. 70 x 1m4. Khá là rộng luôn cho các bác sử dụng thoải mái. Đấy, có các cái màu khác nhau cho nên bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Còn các bác nhà mà mua cho 3 người thì bên em sẽ dón cho các bác 3 màu. Còn gửi là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên các bác nhá. Bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đó, rất chất lượng luôn nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy. Rất là ngon lành cành đào luôn. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc có nhá. Đó đây. Đây ở đây nó có cái phần quai đeo như này để các bác đeo lên này. Đấy, bác đeo lên để khi mình sử dụng ấy thì nó khỏi rơi tuột hoặc khi các bác phơi. Đấy, nó thiết kế rất là thông minh như vậy. Một con khăn tắm Hàn Quốc như này. Giá của nó chỉ có 80.000 thôi nhá. 80.000 cái con khăn tắm này. Giá quá là hạt rẻ các bác luôn. Giá rất hợp lý để trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Thì đây, đấy một con khăn tắm như này. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, kích thước của nó là 70 x 1m4. Đấy. 80k nhá, 80k, giá cực kỳ hợp lý luôn. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đèn. Đấy, con này thì nó là một trong những cái mã đèn cực kỳ là khủng luôn. Hàng rất là nặng nhá. Hàng rất là nặng. Đấy. Rất là nặng các nhá. Nó rất là nặng luôn và cái chất của nó thì thôi rồi luôn các bác nhá. Đó. Thì các bác lên mã cho em con này nó là đèn treo các bác nhá. Lên cho em là đèn treo. Đó, nó có thể treo lên được. Đó, đèn treo, lên cho em là đèn treo. Đấy, con này rất là tiện đây. Các bác có thể treo lên như này. Hoặc là để bàn như này, hoặc là treo quai lên này các bạn này. Đấy, treo quai lên này. Lên mã treo là đèn treo. Con này thì rất là sáng rồi các bạn này. Đó, đây, của nó có hai mặt đèn bên hông như này. Con này rất là nặng, cầm cực kỳ chắc tay các bác nhá. Đây, các bác ấn này. Ấn nút 1 này. Đấy là nó sẽ lên hai đèn này. Tiếp ấn một nút nữa này là nó lên một đèn này. Đấy, ấn một nút nữa là nó sẽ lên cái đèn bên hông này. Đấy, tổng cộng là nó có 3 cái đèn luôn. Rất khủng khiếp các nhá. Đấy, 3 mặt đều có đèn luôn. Đấy. Thì các bác ấn cái nút đầu tiên là sử dụng được cả hai cái đèn này luôn, hai cái đèn bên hông này luôn các nhá. Đó, hai đèn bên hông này luôn. Rất sáng các nhá, rất sáng. Đấy. Rất sáng, cực kỳ chắc chắn luôn. Ấn nút 2 thì nó sẽ tắt đi cho các bác một cái và nó sẽ dồn vào một mặt này. Và ấn nút 3 thì nó sẽ lên cái đèn bên này. Đấy. Rất là đa di năng luôn, các bác có thể để như này hoặc là để úp xuống như này. Đấy. Để như này trực tiếp như này hoặc là để bên ngang như này. Đấy, tùy theo mình sử dụng cái khung ánh sáng của mình các nhá. Đó. Đây, rất là tiện các nhá. Đó. Đây. Con này thì các bác lên mã cho em là đèn treo. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có 210k, 210k và bao ship thôi nhá. Đó. 210k bao ship cho con đèn treo này. Các bác lên mã giúp cho em là đèn treo các nhá. Đèn treo. Mới cái con đèn rất là đẹp, chắc chắn, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ chắc chắn các nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Các bác có thể treo như này. Đấy, các bác có thể treo như này các nhá. Treo như này hoặc là xách tay này, đi đâu được các bác xách tay như này, hoặc là các bác có thể để trực tiếp dưới này. Ăn cơm ăn nước con này. Đấy, nhà các bác mất điện ăn cơm ăn nước dùng con này. Rất sáng luôn các bác nhá. Sáng trắng luôn này các bác này. Đó, sáng trắng luôn. Các bác lên cho em là đèn treo 210k con đèn treo này các bác nhá. 210k. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên mã cho em là đèn treo 210k. Ở đây thì nó có tặng kèm các bác cái dây sạc luôn.
Đây, dây sạc về các bác cứ cắm sạc vào xong. Cắm sạc vào được không nhá. Đấy, dây đây. Đấy, dây đây. Về các bác cắm sạc vào cho em là xong. Cắm sạc vào điện lưới thông thường không nhá. Đấy, rất chất lượng luôn. Hàng của hãng. Đấy, rất chất lượng nhá. Giá thì cực kỳ hợp lý không nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, đây. Khi bác nhận được hàng thì hàng trong hộp như này có nhá, rất chất lượng luôn. Đó, các bác lên mã giúp cho em là đèn treo nhá, đèn treo. Bên shop đang gửi tới các bác con đèn treo này. Giá của nó là đi 210k. Lên cho em là đèn treo 210k các nhá. Đó, 210k. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô là thắt lưng đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng. Đấy, thắt lưng đồng hồ. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 360k. Xả kho cho bác còn 320k và bao ship cơ nhá. 320k bao ship cho cái bộ thắt lưng đồng hồ này. Giá siêu rẻ luôn. Đấy. Tại sao gọi thắt lưng đồng hồ? Tại vì nó có cả thắt lưng, cả đồng hồ. Đây. Đầu tiên là một con đồng hồ quá này. Đấy, một con đồng hồ đây. Đấy, một con đồng hồ đây các này. Một con đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó, một con đồng hồ rất là đẹp như này. Đó, rất là đẹp như này cô nhá. Đấy. Trước tiên là một con đồng hồ này. Đấy, một con đồng hồ đây, rất là đẹp luôn. Tiếp theo đó là một con thắt lưng này. Đấy, một con thắt lưng này các bạn, một con thắt lưng này. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Mặt của nó là mặt trắng gương, rất đẹp con này, mặt trắng gương rất đẹp, không thể chê được các bác nhá. Không thể chê được luôn. Đó, đây. Dây của nó thì dây da siêu mềm luôn. Đây các bác này, đó. Đây, đấy, dây da siêu mềm, mặt siêu đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đấy, hàng của hãng rất chất lượng luôn. Hàng này của nó thì bên hàng của Pháp và xuất sang Mỹ này, New York City các bác này. Đấy, nó đang bán tới 800 đô nhá, 800 đô. Đây nhá. Đó. Và hôm nay thì bên em thanh lý được cái lô này giá rất là tốt luôn. Đó. Chỉ gửi tới các bác cái giá là 320.000 một cái bộ này, bao gồm là một thắt lưng, một đồng hồ và đây là một cái ví này, cũng là ví của hãng luôn, rất chất lượng các bác nhá. Đó. Rất chất lượng luôn. Đó đây. Ví đây không này. Đó. Hammer này, chữ dập chìm luôn các bác nhá. American này, rất chất lượng luôn. Đó. Thì một cái bộ như này bao gồm là 3 món. Đấy, bao gồm 3 món các nhá. Đấy, bao gồm 3 món này. Ví này, chất da rất mềm mại luôn nhá. Chất da rất mềm mại luôn. Nói chung là hàng đẹp, chất lượng. Đó. Đây, một bộ 3 món như này, bao gồm là một ví này, một dây lưng và một đồng hồ. Đấy, combo luôn coi nhá. Đấy, đều có in logo của hãng hết. Đấy, giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Các bác lên mã cho em là thắt lưng đồng hồ. Đấy, thắt lưng đồng hồ 320k. 320k cho bộ thắt lưng đồng hồ này. Hàng siêu rẻ luôn coi nhá. Đó, đây. Các bác xem những cái mặt của nó này, không thể chê vào đâu được các bác nhá. Hàng của hãng rất chất lượng luôn. Đó. Hàng hãng cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, các bác lên mã cho em là thắt lưng đồng hồ. Đấy, giá chỉ có 320.000. 320.000 cho cái bộ sản phẩm này các bác nhá. Đó. Nói chung là hàng đẹp, giá hợp lý quá. Đấy, 320k. Đây. 320k các bác nhá. Đó, 320k. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Mã tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái lót giày các bác nhá. Các bác lên mã cho em là lót giày. Cái này thì nó được làm bằng từ than tre hoạt tính các bác nhá. Đấy. Lót giày, các bác lên mã cho em là lót giày. Cái này thì chống hôi chân này, đấy. Chống hôi chân này, đó, chống hôi chân. Chống hôi chân các bác nhá. Đó, lót giày làm từ than tre hoạt tính, chống hôi chân nhá, chống hôi chân. Đấy, và giá của nó là 40k nhá. 40k cho một cái bộ một cái đôi lót giày này. Đấy. Được làm từ than tre hoạt tính. Đấy, các bác dùng thì không bị hôi chân các bác nhá. Đó. Rất là sạch sẽ luôn. Đây các bác này. Đó. Hàng rất đẹp, rất sạch sẽ. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có 40.000 một đôi này thôi các bác nhá. Đấy. Rất là thơm luôn các bác nhá. Rất là thơm. Đấy, bên trong thì nó là được sử dụng là than tre ở bên trong và rất là nhiều các cái hợp chất khác. Đấy, để giúp cho các bác không bị hôi chân các bác nhá. Đấy. Không bị hôi chân. Đấy, nó ưu điểm của nó như vậy các bác nhá. Đó. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ như này. Giá của nó là đi 40.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là lót giày nhá, lót giày. Đấy, lót giày của Nhật đây. Đấy, 40k nhá, 40k. Đó. Mã tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là xịt chống thấm các bác nhá, xịt chống thấm đây. Đấy, các bác lên cho em là lọ xịt chống thấm các nhá. Đấy, xịt chống thấm, lên cho em là xịt chống thấm là được rồi. Đó. Xịt chống thấm. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k một hộp này nhá. Đấy, 50k hộp này. Bác nào lấy từ 3 hộp trở lên thì bên em sẽ bao ship. 3 hộp này là bên em sẽ bao ship nhá. Xịt chống thấm đây. Các bác xịt ra là nó sẽ có cái màu trắng như này các bác này. Đây. Em xịt ra cho các bác xem nhá. Đấy, xịt ra là nó có màu trắng như này các bác này. Đấy. Đấy các bác thấy không? Đó, đây. Đây. Màu trắng như này sau đó thì nó sẽ đông liền lại. Đấy, nó sẽ đông liền lại.
Đấy, các bác thấy không? Nó sủn nè. Đấy, nó sủn ra, các bác thấy chưa? Đấy, nó sủn ra và nó đông liền lại luôn. Đấy, nó đông cứng lại luôn các bác nhá. Đó, nó đông cứng lại luôn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video chi tiết cho các bác xem. Qua lên cho em là xịt chống thấm nhá. Một chai này thì khá là nhiều. Đấy, 450 ml. Các bác có thể dùng đa năng được luôn. Đấy, dùng trong các cái phần mà bị nứt hoặc là chảy hoặc là nói chung là trên các cái chất liệu bề mặt được hết, ok các bác nhá. Đây các bác này, xịt chống thấm nano Nhật Bản các bác nhá. Đó, các bác chỉ cần xịt vào là ok luôn. Đấy. Xịt vào rội nước thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Đấy. Xịt vào là rội nước thoải mái luôn. Đó. Đấy, rất ok các bác nhá. Đó. Đây các bác nhá. Đó. Đây, họ xịt vào cái rổ này các bác này. Đấy, một cái rổ này. Xịt vào. Đựng nước bình thường thôi nhá. Đó, các bác theo chậu thùng này, xịt vào tí này. Xịt hai mặt luôn. Đổ nước vào, ok các bác nhá. Đó. Ok luôn, các bác theo. Đó. Các bác lên mã cho em là xịt chống thấm nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đây, vừa nãy em xịt lên đây này các bác nhá. Xịt lên thì các bác cứ để dần dần là nó sẽ sủn ra, là nó sẽ thành một cái lớp màng cao su nhá. Lớp màng cao su. Đấy, và nó sẽ chống thấm luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đấy, em đang xịt mẫu đây cho bác xem đấy, nó sẽ khô đi. Đó, thì cái chai xịt chống thấm này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50.000 chai xịt chống thấm này các bác nhá. Các bác xịt được trên tất cả mọi chất liệu, mọi bề mặt luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là đèn đỏ các bác nhá. Các bác lên mã xem là đèn đỏ. Con đèn đỏ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là đi 40k thôi các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là đèn đỏ. Đấy. Lên cho em là đèn đỏ nhá. Đấy, tại vì là bên em có rất là nhiều mẫu đèn khác nhau thì các bác lên đúng mã cho em 40k một cái này. Các bác lấy từ 5 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship các nhá. Đó, 5 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. Lên mã cho em là đèn đỏ đây. Đấy, nó có dây này các bác này. Đấy, đây. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em, lắp pin vào các nhá. Đó. Đây, đây đây. Lắp pin vào đây cho em. Đó. Đèn này thì các bác dùng để làm đèn thờ. Đấy, rất là sang xịn mịn luôn các bác thấy không? Đây, rất là đẹp các nhá. Đó, như một cái đèn dầu thật luôn. Đấy, rất là đẹp đây. Đây. Nó sử dụng bằng pin, bằng hai cái pin con thỏ nhỏ này. Về các bác tự lắp pin nhá. Bên em không có kèm pin đâu. Đây bác này. Đó, rất đẹp luôn các bác thấy không? Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Đấy, có công tắc tắt bật nhá. Lúc nào cần thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi. Đấy, màu sắc của nó này rất là đẹp luôn. Đó. Các bác lên mã cho em là đèn đỏ nhá. Đấy, lên mã cho em là đèn đỏ. Đèn đỏ, bên shop đang gửi tới các bác con đèn đỏ này, giá là 40k. 40k lấy từ 5 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đấy, tức là 5 4 20, 200.000 các bác nhá. Đó. Đây, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng luôn, bằng nhựa và được thiết kế rất là tinh xảo nhá. Chữ nghĩa các thứ đàng hoàng, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Đấy, cái này thì có thể là khi nó vận chuyển thì nó sẽ bị bong cái này ra thì về các bác lắp vào cho em là xong. Đấy, nó là hàng lắp đặt cho nên là nó rất bình thường, không có vấn đề gì cả các nhá. Đó, đây. Hoặc cái này nó có thể bị bong thì khi vận chuyển thì không tránh khỏi được. Quan trọng là nó đẹp các bạn. Đấy, quan trọng nó đẹp. Các bác lên mã cho em là đèn đỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái mã đèn đỏ này. Giá của nó là 40.000. Các bác lấy từ 5 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. Nó chạy bằng pin con thỏ nhá. Bên em là không kèm pin các nhá. Về các bác phải tự lấy pin nhà mình. Đó. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô ví hồng đây. Các bác lên xem là ví hồng. Con ví hồng này thì bên shop đang bán là 130.000 các bác nhá. Đó, lên xem là ví hồng. Đấy, đang bán là 130k. Hôm nay thì bên em xả cho bác còn 100k và bao ship với 100k bao ship cho cái ví hồng này. Đó, hàng siêu chất luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Đây, bộ của nó đựng trong túi như này bao gồm này. Đấy. Chọn bộ sản phẩm đây. Đấy, bao gồm là nhíp nhổ lông này, rồi kéo cắt, kìm cắt này, rồi lấy dái tai, rồi tỉa tẩy da chết, lấy da chết các kiểu, kìm lấy da chết, nói chung là nhiều lắm các bạn. Đấy, ti tỉ ngân ngẩn phụ kiện ở đây luôn. Đây, rất nhiều các bạn. Đó. Thì một bộ như này, hàng sang xịn mịn, đẹp bóng loáng như này, giá chỉ có 100k đã bao ship tới tận nhà cho bác rồi. Đấy, 100k bao ship tới tận nhà, giá rất tốt cho bác luôn. Các bác lên cho em là ví hồng nhá, ví hồng 100k. Bao ship tới tận nhà cho bác luôn, giá cực kỳ hạt rẻ và hợp lý luôn các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là ví hồng 100k con ví hồng này các bác nhá, 100k con ví hồng này. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô
tai nghe không dây của iPhone luôn nhá. Đó, tai nghe không dây của iPhone. Đó. Lô này thì có lên cho em là tai nghe iPhone. Đó, lên cho em là tai nghe iPhone. Đấy. Tai nghe iPhone. Đó. Tai nghe iPhone. Một bộ của nó là hai chiếc như này. Đó. Hàng của hãng rất chất lượng luôn. Đây. Đấy, EarPods Pro này, iPhone hình quả táo đây. Đó, bên em đang bán là 250k. Xả cho bác còn 190k nhá. 190k cho cái tai nghe iPhone này các bác nhá. Đó, 190k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Luôn. Đấy các bác này. Đó đây. Chữ Nhật đấy các bác này. Đó, chữ Nhật đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, thần tài này các bác này. Đó. Các bác lên cho em là thảm đỏ Nhật các bác nhá. Kích thước của nó là siêu khủng nhá. 50 nhân với lại 80 các bác nhá. 50 nhân với 80. Đây. Đấy, chất liệu bằng bằng nỉ các bác nhá. Đấy, đây. Chống trơn trượt này, chống trơn trượt rồi là kích thước rất là khủng các bác nhá. Kích thước khủng luôn. Giá thì siêu rẻ luôn các bác nhá. Đấy, giá của nó là 60.000. Các bác lấy từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. 3 chiếc trở lên là bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là thảm Nhật các bác nhá. Thảm đỏ, các bác lên cho em là thảm đỏ. Đấy, lên mã cho em là thảm đỏ các bác nhá. 60.000, 60k thôi. Mã tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái khăn trải bàn các bác nhá. Các bác lên mã cho em là khăn trải bàn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là 150k bao ship. Các bác lên cho em là khăn trải bàn chống thấm các bác nhá. Dòng này của nó thì là thuộc cái dòng là chống thấm luôn. Đấy, các bác dùng thoải mái không lo bị thấm nước các bác nhá, không lo bị thấm nước. Đấy, hàng của Nhật đây các bác này. Đấy. Kích thước của nó là 140 x 140 các bác nhá, 140 x 140 là 1m4. Đấy, em đang có hai màu, một cái màu xanh trắng và một cái màu trắng không các bác nhá. Đấy. Hai màu. Đấy. Màu này là màu xanh trắng này. Đấy. Cái này thì 1m4 x 1m4 nó là hình vuông. Cho nên là các bác có thể trải bàn tròn, bàn vuông, bàn dài đều ok hết các bác nhá. Đấy, chống thấm luôn. Các bác rội nước lên chỉ việc lau đi là xong. Đấy, nó chống thấm các bác nhá, rất sạch sẽ này. Đấy, rất là bền chắc luôn. Đó, các bác lên cho em là thảm. Các bác lên mã giúp cho em là khăn trải bàn nhá, khăn trải bàn. Đấy. Thì nó có hai màu, một cái màu này và một cái màu trắng như này. Đấy, một cái màu trắng ghi như này các bác này, màu trắng ghi như này. Hai màu này thì đều sạch hết các bác nhá. Đấy, nó trắng nhưng mà cái màu trắng đục này thì nó rất là sạch. Đấy, màu trắng đục này thì nó rất là sạch chứ không phải như những cái màu bình thường đâu. Đó, không phải như cái màu trắng tinh. Cho nên các bác dùng yên tâm. Đây, em giở cho các bác xem. Đó. Hai màu nhá. Đây, thảm của Nhật đấy các bác. Đấy, chữ Nhật đấy các bác nhá. Đó, chữ Nhật đây. Đây. Đây các bác. Đó. Con này là cái màu đây. Đấy, màu của nó đây các bác nhá. Đó. Màu của nó đây. Đấy, khăn trải bàn này, rất là đẹp luôn. Màu này trông thế thôi nhưng màu này siêu sạch đấy các bạn. Màu này siêu sạch luôn. Đó. Kích thước thì như nhau. Màu này thì rất sạch luôn các bác nhá. Đấy, màu này thì nói chung là tuyệt vời ông mặt trời. Đấy, đều là dòng không thấm nước hết các bác nhá. Đó, chống thấm các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Về các bác trải lên cái bàn nhà mình thì chấm hết luôn, hoặc là các bác đi du lịch, đi picnic mình trải ra mình ngồi ăn nhậu các thứ tuyệt vời luôn. Đó, tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó. Mã tiếp theo đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái máy đánh trứng các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là máy đánh trứng. Con đánh trứng này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 40k. 40k cho con đánh trứng này các bác nhá. Các bác lên cho em là đánh trứng 40k. Đây các bác. Đấy. Nó quay rất là tít luôn các bác nhá, quay tròn đấy nhá, nó quay tròn. Đấy, các bác cho vào chai, cho vào bát hoặc cho vào cốc đánh như là xong. Đây nó sử dụng hai quả pin con thỏ lại to. Hai quả pin con thỏ lại to thì pin này bên em không có tặng kèm các nhá. Về các bác tự mua pin thôi. Đó, về các bác tự mua pin các bác lắp vào là xong. Nó sử dụng pin con thỏ lại to nhá. Đấy các bác. Về các bác lắp vào đây là xong. Đó. Lắp vào đây rất là tiện dụng luôn các nhá. Đó, đây. Nó quay như này các bác này. Đấy, nó quay tròn này. Đấy, về các bác dùng để đánh trứng đánh giếc rất là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 40k con máy đánh trứng này các bác nhá. Các bác lên cho em là đánh trứng 40k nhá, đánh trứng 40k. Đó, rất là tiện dụng luôn. Về các bác lắp pin vào là xong, lắp pin vào hai quả pin con thỏ to, xong cứ thế là dùng được nhá. Đấy, lên mã cho em là đánh trứng 40k. Đó. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái thuốc trị hắc lào long ben, hàng hàng cao cấp của Nhật các bác nhá. Nó hàng của Nhật. Con này thì chuyên trị hắc lào long ben. Giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 30.000 các bác nhá. Đấy. Hắc lào long ben là các bác bôi vào là ok các bác nhá. Đó, nó rất là tốt luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý. Nó là dạng kem các bác nhá, dạng kem. Đây. Đấy, một tít của nó là dạng kem như này các bác này. Đó, hàng của Nhật các bác nhá. Đây. Toàn chữ Nhật hết các bác này. Đó. Toàn chữ Nhật hết đây các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là thuốc trị hắc lào long ben các bác nhá, hắc lào long ben. Đấy, hàng của Nhật siêu chất luôn. Giá thì chỉ có 30k một lọ này. Đấy, 30k một lọ này các bác nhá. Đấy. Các bác cho em là thuốc trị hắc lào long ben này. Hắc lào long ben 30k một lọ này các bác nhá. 30k một típ này. Đấy. Hắc lào long ben, các bác lên cho em là hắc lào long ben là được rồi. Đó. Đấy, hắc lào long ben các bác vào ok. Các bác nhá. Đó, thuốc trị hắc lào long ben 30k một lọ này các bác nhá. 30k cho một lọ này thôi. Đó. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái con
hút bụi ống này, các bác lên mã cho em là hút bụi ống đây. Đấy, con này thì rất là tiện dụng, bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó chạy rất là khỏe luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác con hút bụi ống này là 270k cho cái con hút bụi ống này các nhá, 270k. Đấy, đủ mẫu, đủ hàng, đủ hết các ấy luôn các nhá. Đó. Hút rất là khỏe luôn các bác. Đây, đây các bác. Đó. Đây các nhá. Hàng trong hộp này. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn. Đây các bác cắm đầu vào đây chưa? Kết nối các cái đầu vào đây. Đấy, sau đó mình hút này. Đó, đây. Kết nối đầu vào nhá, sau đó hút này. Đấy, các bác hút nhá. Đấy. Các cái loại bụi mịn, bụi miếc các bác hút là sạch hết luôn các nhá. Đó. Hút vào hết luôn, các nhá, rất là sạch luôn. Đấy. Đây các bác nhá, để em hút tí xong là em sẽ cho các bác xem cái kết quả hút được các bác nhá. Đó. Đây, đấy. Đấy, các bác nhá. Đó đây. Rồi, sau đó thì em sẽ cho các bác xem kết quả luôn các bác nhá. Đây, khi bác tháo ra thì ấn cho em cái lẫy này ra. Đó, ấn cái lẫy này ra. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đấy, vừa hút có một tí mà bụi này. Qua đây. Đó, đây các bác thấy không? Con này hút cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá, hút rất khỏe luôn. Đấy, thấy không? Đó, hút siêu khỏe luôn. Đấy, hút rất khỏe luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là 270.000. Các bác lên cho em là hút bụi ống 270.000 các bác nhá. Đó, hút bụi ống 270.000. Đấy. Giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất tốt luôn. Ok các bác nhá. Đó, các bác lên cho em hút bụi ống 270k. Đó. Ở đây thì nó rất là nhiều các cái đầu nối khác nhau. Đầu nối dài rồi các thứ này. Có tặng kèm các bác cái dây sạc về các bác cắm vào cục sạc này. Các bác lên cho em là hút bụi ống nhá. Đấy, lên mã cho em là hút bụi ống 270.000. Đó, đây. Lên mã cho em là hút bụi ống này. Đó. Hút bụi ống. Hút bụi ống này. Đó. 270k nhá. 270k cho em hút bụi ống này. Và bao ship cho bác luôn. Về cái lô đó là bật lửa đồng hồ nhá. Đó, cái nó, con này thì nó là đa di năng. Vừa bật lửa vừa đồng hồ luôn các nhá. Đó, nó là đa di năng vừa bật lửa vừa đồng hồ như này. Rất là đẹp luôn. Đó, mã này thì bên shop đang gửi tới quá cái giá là 150k. 150k. 150k hôm nay thì bên em sẽ thanh lý cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. 120k và bao ship các nhá. Đó. Các bác lên đã giúp cho em là bật lửa đồng hồ. Đó. Bật lửa. Bật lửa đồng hồ. Đó, bật lửa đồng hồ nhá. 120k và bao ship nhá. Đó. 120k bao ship cho con mã bật lửa đồng hồ này. Đó, giá cực kỳ tốt luôn các bác nhá. Đó. Trước em đang bán là 200 mấy các bác. Đó, đây. Ở đây thì nó có một cái bật lửa như này. Đấy, một cái bật lửa này và có đèn đồng hồ này, rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa đồng hồ. 120k bao ship cho em bật lửa đồng hồ này. Hàng siêu đẹp, siêu chất luôn. Hàng nội địa Nhật các bác nhá. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đó, chữ Nhật và tiếng Anh đây. Đấy, hàng nội địa Nhật. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ. 120k bao ship các nhá. 120k bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái túi đồ nghề nhá. Các bác lên mã giúp cho em là túi đồ nghề. Đây. Túi đồ nghề hàng của thương hiệu Daikin. Đấy, hàng của hãng Daikin các nhá. Đó, đây. Túi đồ nghề hàng của hãng Daikin đây. Đấy. Đây các bác. Đó. Một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng các nhá. Đấy, hãng Daikin. Đây. Các bác lên trên là túi đồ nghề hàng của hãng Daikin. Rất là đẹp luôn các bác. Đó, đây. Hàng của hãng Daikin. Hãng nó may cho tặng cho công nhân đi làm các bác nhá. Nó rất dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây. Những cái đít điếc của nó máy này. Đấy. Không chê vào đâu được các bác nhá. Không chê vào đâu được luôn. Đó, rất là đẹp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái con túi đồ nghề này là 260.000. Kích thước của nó 50 x 20 x 30 nhá. Đó. 50 x 20 x 30. Đấy các bác nhá. Rất là đẹp như này. Đấy, nó có các cái túi nhỏ bên hông và các cái túi nhỏ bên cạnh như này nữa. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác lên xem là túi đồ nghề Daikin. Túi đồ nghề Daikin các bác nhá. Đó. Máy như này thì các bác dùng siêu yên tâm luôn, không bao giờ lo bị thủng đít. Đấy, lôi kéo thoải mái. Đây. Rất chất lượng như này nhá. Đó. Túi đồ nghề Daikin các bác này. Đó, rất chất lượng luôn. Quai khoác cực kỳ là to luôn thì các bác khoác nó không bị lằn vai đau vai các bác nhá. Đó. 260.000 bao ship cho em túi đồ nghề Daikin này các bác nhá. 260k. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Mã tiếp theo đó là bên shop em tiếp tục về cái khay mứt các bác nhá. Khay mứt thì bên em có hai mẫu, mẫu một tầng và mẫu hai tầng tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác. Đó, đây, khay này là khay một tầng thì bên em ký hiệu nó là khay K1 các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Con một tầng này bên em ký hiệu nó là K1 và bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi con K1 này với cái giá là 160.000 bao ship cho bác luôn. 160.000 một cái khay này nhá. Ở đây có cả cái lẫy để cho các bác để điện thoại được luôn, rất là tiện nhá. Đó, xoay ra xoay vào như này.
1 2 3 4 5, có 5 ngăn như này các bác nhá. Con này thì nó là hàng Việt Nam thôi các bác nhá. Đó, nó là hàng Việt Nam các bác nhá. Đó, đây. Vỏ hộp của nó đây các bác này. Đấy, con này của nó là hàng Việt Nam các bác nhá. Đây, khay mứt này. Đó, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, 650 g đây các bác nhá. Đó, rất chất lượng như này. Đấy các bác chỉ cần ập thôi này là xong. Nói chung là con này thì siêu tiện dụng này. Có khách thì các bác mở ra, không khách các bác đậy này, rất là tiện dụng và an toàn sạch sẽ nhá. Đó, vệ sinh sạch sẽ. Đấy, có lên cho em là khay K1 các bác nhá. Lên cho em là khay K1 này. Con K1 thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 160k. Bao ship cho con khay K1 này các bác nhá. Đó, 160k khay K1 này. Bao ship cho bác luôn các bác nhá. Giá cực kỳ tốt luôn. Tiếp theo là đến cái con khay K2. Con này là 200k. Con này của nó thì nó có 2 tầng các bác nhá. 2 tầng. Đây, hàng rất đẹp như này các bác này. Đấy. 2 tầng nhưng mà xoáy ra xoáy vào cũng rất là trơn tru luôn. Cũng có lẫy để điện thoại các bác nhá. Lẫy để điện thoại ok hết các bác nhá. Đó. Con này thì các bác lên cho em là khay K2 nhá. Đây, lên mã cho em là khay K2. Con này thì bên em đang gửi tới có giá là 200k và bác ship cho con K2 này. Đấy, nhà bác nào nhiều đồ đông khách mà cần bỏ tăng cường lên thì mình làm con 2 tầng này. Đấy, không có thì mình làm con 1 tầng kia là ok. Đấy, 1 tầng cũng được rồi. 5 cái thì mình bỏ hướng dương này, rồi hạt bí này, rồi bánh kẹo, rồi các kiểu được luôn. Con nhé, đó. Con này là K1 160.000. Con này là K2. Có lên mã cho em con này là con K2 200k. K2 200k. Đó, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái bộ lưỡi kem. Đấy, các bác lên cho em là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này thì bên shop đang gửi tới các bác cái bộ lưỡi kem này là 70.000 một bộ lưỡi kem này các bác nhá. 70.000 một bộ lưỡi kem này. Giá cũng cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem 70k. Đấy. Một bộ của nó thì nguyên vẹn trong túi như này. Đấy. Hàng này là hàng chất lượng các bác nhá. Đấy. Hàng chất lượng, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Một cái bàn lưỡi như này các bác này. Đó, một cái bàn lưỡi của nó như này. Đó, và 35 cái lưỡi nhỏ nhá. 35 cái lưỡi. Đấy, 35 cái lưỡi như này. Đấy, 35 lưỡi như này nhá. Đó, đây. Hàng sẵn lưỡi như này về các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Đấy. Lắp vào là sử dụng thôi nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đó, đây. Lắp vào thì các bác ấn cái này. Đấy, mở ra này các bác ấn cái này. Đấy là nó sẽ ra. Đấy, lưỡi thì rất là sắc luôn các bác nhá. Lưỡi rất là sắc luôn. Đấy, một bộ này là 35 lưỡi các bác tha hồ mình sử dụng. Quanh năm biết hết có nhá. Đó, sử dụng quanh năm hết. Khi lắp vào thì các bác ấn này là nó vào rồi này. Đó, ấn này là nó vào, rất là ngon luôn. Đây, cạo cực kỳ là ngon luôn nhá. Đó, cạo rất là ngon luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây. Các bác cạo dầu cạo ria rất là ok. Đó. Mã này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái mã này, giá là bộ lưỡi kem này, giá của nó là đi bộ lưỡi kem là giá của nó là đi 70k cho bộ lưỡi kem này các bác nhá. Các bác lên trên là bộ lưỡi kem 70k, giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn các nhá. Đấy, lên trên là bộ lưỡi kem 70k. Đấy, hàng siêu chất, sử dụng cực kỳ là ngon luôn các nhá. Đó, bộ lưỡi kem 70k các bác nhá. Đó, 70k cho cái bộ lưỡi kem này, về các bác tha hồ sử dụng quanh năm luôn các bác nhá. Đó, giá quá hợp lý cho các bác sử dụng lâu dài luôn các bác nhá. Đó, lên trên là bộ lưỡi kem. Đấy, đây. Các bác lên mã cho em là bộ lưỡi kem 70k nhá. 70k một cái bộ lưỡi kem này, giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Các bác còn được tặng kèm thêm một cái lọ ấy đây các bác nhá. Thêm một cái lọ dầu này, một cái lọ bôi này để khi các bác ấy thì các bác bôi. Khi các bác sử dụng thì các bác bôi cho nó khỏi bị rát các bác nhá. Đó, tặng thêm một lọ kem nữa luôn. Đó. Một bộ lưỡi kem như này, 70.000 tặng thêm một lọ kem như này. Đó, giá cực kỳ hợp lý các bác nhá. Tiếp theo lên cho bác đó là cái hút dung dịch các bác. Các bác lên cho em là hút dung dịch 40k cái này các bác nhá. 40k cái này. Đấy. Của nó thì bao gồm là một cái phần ống này và một cái vòi. Một cái ống như này và một cái vòi để các bác cắm vào mình hút, và có cả đai luôn. Đấy, có cả đai luôn. Đây các bác nhá. Đấy. Cái vòi bơm như này để các bác bơm. Đấy. Và có cả đai luôn, rất là tiện dụng. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây. Đấy, đây cái ống của nó đây các bác. Đấy. Các bác bóp vào là mình bơm này. Và đây là cái dây của nó này. Dây của nó là dây trong, rất đẹp luôn và dài nhá. Đấy, các bác cắm vào đầu này xem là mình bắt đầu bơm. Đây em sẽ có cái video chi tiết cho các bác xem. Đây các bác nhá. Đó, ví dụ các bác đổ như này, phễu phiếc như này thì nó sẽ bị rơi vỡ. Đấy, văng ra ngoài rất là nguy hiểm, nhưng các bác dùng con này rất là ngon luôn. Đấy. Bơm hút rất tiện con này, bơm rượu, bơm nước, bơm xăng dầu, bơm chất lỏng. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn, chỉ có 40k. Tha hồ cho các bác sử dụng. Đó. Nói chung là rất là tiện dụng luôn. Đấy. Bơm bể cá, bể kiếc các kiểu con là điều bác các bác thích bơm chỗ nào thì bơm. Đấy, hút rất là nhanh luôn, ống to hút cực kỳ là nhanh, bền đẹp chắc chắn các bác nhá. Giá cực kỳ hợp lý luôn.
Đấy, các bác lên cho em hút dung dịch 40k nhá. 40k cho em hút dung dịch này. Mét sản phẩm tiếp theo đó là cái đuôi đèn cảm ứng, 100k cho con đuôi đèn cảm ứng này các bác nhá. Đó, 100k cho con đuôi đèn cảm ứng này. Đó. Con này thì rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó thì đây. Hàng của nó đây các bác này. Đó, rất chất lượng luôn. Giấy tờ tem mác hướng dẫn lắp đặt đàng hoàng các bác nhá. Đây. Đấy, có kèm cho các bác cả ốc ác các thứ luôn. Đây, có cả ốc cả đinh vít luôn. Ốc cả vít cả nở luôn, về các bác chỉ việc lắp đặt thôi, bắn vào tường. Đó nhá, nó rất chất lượng như này. Thì ở đây nó có cái nấc điều khiển cho các bác nhá. Điều khiển là 15 giây này, 45 giây và 5 phút này. Đây là cái điều khiển thời gian sáng này, thời gian sáng xong tắt này. Và nó có cái chế độ là sáng cả ngày hoặc là sáng ban đêm. Thì tùy theo các bác muốn để cả ngày cũng được. Để cảm ứng đi ban ngày nó cũng sáng mà ban đêm nó cũng sáng, hoặc là các bác chỉ để nguyên ban ngày hoặc nguyên ban đêm, tùy theo các bác nhá. Đó. Nói chung là cứ có người đi qua là nó sáng, miễn kể ngày đêm. Tại vì cái con này của nó là dòng 24 giờ không nhá. Đấy, dòng 24 giờ. Thì về các bác đấu điện lưới cho em vào đây, xong xoáy cái đuôi bóng đèn vào đây là xong. Quay cái mắt cảm biến này xuống, có người đi qua là nó sẽ sáng có nhá. Có người đi qua là nó sẽ sáng. Rất là tiện dụng. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ mô phỏng cho các bác xem cái đuôi của nhà em đang lắp có nhá. Đấy, cái đuôi này của nhà em thì em lắp là nó cả ngày cả đêm luôn. Cả ngày cả đêm luôn. Cho nên là cứ có người đi qua đến nơi là nó sẽ sáng. Đây. Đây em lắp ở trên này. Đấy, bây giờ em đi đến nơi nhá. Đấy, em đi đến nơi là nó sáng không nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Đấy các bác theo. À, em vừa tới nơi là nó sẽ sáng này. Đấy, rất là tiện dụng. Xong là mình đi qua khoảng 5 giây thì nó sẽ tắt, hoặc là 45 giây hoặc 5 phút tùy theo các bác đặt. Đấy, nó rất là tiện dụng như vậy. Đây, hàng hóa thì về ngập kho luôn. Cho nên là các bác cần cái mã nào thì cứ liên hệ để bên em tư vấn các bác nhá. Đuôi đèn cảm biến. Mã tiếp theo đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là nước hoa khô nhá, nước hoa khô. Đó. Nước hoa khô của Ấn Độ nhá, nước hoa khô của Ấn Độ. Lô này về thì giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, cho nên là em sẽ lên thành lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, trước thì em đang bán giá là 100k, đó, nhưng mà lô này về thì giá rất tốt, cho nên là thanh lý cho các bác với giá là 70k nhá, 70k. Ba lọ nước hoa khô như này. Dòng nước hoa khô Ấn Độ nhá, rất chất lượng luôn. Đây các bác nhá. Đó. Bao gồm là ba mùi hương khác nhau này, đó. Hương Paris này, hương Rat và hương Spring các bác này. Đó, đây. Em lấy một lọ thử cho các bác xem. Nó là dòng nước hoa khô này, các bác chỉ cần đẩy xuống này. Đấy. Sau đó thì mình lấy một tí này, mình bôi lên cổ tay này, hoặc là bôi lên thái dương, hoặc bôi lên các vị trí nào tùy ý các bác nhá. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ quyến rũ các bác nhá. Nước hoa Chana. Các bác nhìn cho em là nước hoa khô Ấn Độ. Nước hoa khô Ấn Độ. Đấy, đang bán là 100. Em đang bán là 100 này. Đấy, đang bán là 100k, thanh lý luôn cho các bác cái giá là 70k một lọ nước hoa khô này nhá. Đó. Nước hoa khô Ấn Độ 70k nhá, 70k, giá cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo lên cho các bác đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là lõi lọc nước các bác nhá. Lõi lọc nước. Lõi lọc nước thì bên em chỉ có cái lõi một thôi. Hàng của Carofi. Đấy, hàng của Carofi 50.000 một lõi này các bác nhá. 50.000 một lõi này. Hàng nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Hàng chính hãng nguyên đai nguyên kiện luôn. Lõi 1, lõi này thì sử dụng nhiều nhất, nhà bác nào cũng phải thay liên tục. Nước bẩn đi tầm khoảng 1 2 tháng là phải thay. Còn lại là nước sạch thì khoảng 3 đến 5 tháng. Có lên cho em là lõi lọc nước không nhá. Con này thì là 50k, hàng của Carofi rất chất lượng luôn. Tiếp theo lên cho các bác đó là cái đèn nấm các bác nhá. Các bác lên mã cho em là đèn nấm. Đây, lên mã cho em là đèn nấm. Đèn nấm này, đó. Đèn nấm, con này thì bên shop đang gửi tới qua cái giá là 30k một con đèn nấm này. Đó, 30k một con không nhá. Đó, 30k một con đèn nấm này. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Đèn nấm 30k các bác nhá. Đó. Con này thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Nó là thuộc cái dạng là đèn ngủ nhá. Đấy, nhưng mà em gọi tên là đèn nấm cho nó tránh trùng với các đèn khác. Đây. Các bác cắm vào điện lưới như này. Cắm vào điện này các bác nhá. Đó. Thì con này ban ngày nó không sáng mà phải ban đêm nó mới sáng. Che con mắt cảm biến này đi. Đó, che con mắt cảm biến này đi. Nó tối là nó sẽ sáng các bác nhá. Đây, em sẽ che đi cho các bác xem. Đó, đây. Che con mắt cảm biến đi này. Đó là nó sẽ lên. Đấy các bác theo. Đó, nó sẽ sáng lên, tức là ban đêm nó mới sáng, còn ban ngày không sáng, nôm na như vậy. Đây nhá, rất là đẹp luôn. Đó, và cái màu sắc rất là đẹp này. Đấy, màu sáng rất là đẹp luôn. Qua lên trên là đèn nấm 30k. 30k một con đèn nấm này các bác nhá. Đó, 30k thôi. Đó. 30k con đèn nấm. Rồi, sản phẩm này còn rất nhiều nhưng xin dừng video ở đây. Xin gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị và các bạn.